Từ năm 1946 đến nay, Quốc hội Việt Nam với 11 đồng chí đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Quốc hội, hướng đến cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15. 7. Đồng chí Nông Đức Mạnh. Đồng chí Nông Đức Mạnh sinh ngày 11 tháng 9 năm 1940, quê quán tại xã Cường Lợi, huyện Na Dì, tỉnh Bắc Cạn. Ông từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng từ khóa 6 đến khóa 9, Trưởng Ban Dân tộc Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa 9 và khóa 10. Từ tháng 9 năm 1992 đến ngày 27 tháng 6 năm 2001, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng. 8. Đồng chí Nguyễn Văn An. Đồng chí Nguyễn Văn An sinh ngày 1 tháng 10 năm 1937, quê quán tại xã Mỹ Tân, ngoại thành Nam Định, tỉnh Nam Định. Ông từng là đại biểu Quốc hội khóa 7, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội, Bí thư tỉnh ủy Hà Nam Ninh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng từ khóa 6 đến khóa 9, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội từ ngày 27 tháng 6 năm 2001 đến ngày 27 tháng 6 năm 2006. 9. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944, quê quán tại xã Đông Hộ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ông từng giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ khóa 7 đến khóa 11, Ủy viên Bộ Chính trị từ khóa 8 đến khóa 11, tham gia Thường trực Bộ Chính trị từ tháng 8 năm 1999 đến tháng 4 năm 2001, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đại biểu Quốc hội Việt Nam các khóa 1, 12, 13 và 14, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và khóa 12. Ông làm Chủ tịch Quốc hội từ ngày 27 tháng 6 năm 2006 đến ngày 23 tháng 7 năm 2011. 10. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng sinh ngày 18 tháng 1 năm 1946, quê quán tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông từng giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa 8 đến khóa 11, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10 và khóa 11, đại biểu Quốc hội Việt Nam từ khóa 10 đến khóa 13. Ông làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa 13 từ ngày 23 tháng 7 năm 2011 đến ngày 30 tháng 3 năm 2016. 11. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân sinh ngày 12 tháng 4 năm 1954, quê quán xã Châu Hòa, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Vào Đảng ngày 9 tháng 12 năm 1981, chính thức ngày 9 tháng 12 năm 1982, trình độ được đào tạo giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ cử nhân chuyên ngành tài chính ngân sách nhà nước, học hàm, học vị, thạc sĩ kinh tế, lý luận chính trị, cử nhân chính trị, ngoại ngữ tiếng Anh C, khen thưởng huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng từ khóa 9 đến khóa 12, Bí thư Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11 và khóa 12, đại biểu Quốc hội từ khóa 12 đến khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ từ năm 1991 đến năm 1995.